Hi, xin chào cả nhà, bạn Meta đây. Hôm nay Meta quay trở lại với cả nhà trong một cái video rất là đặc biệt. Có lẽ là các bạn sẽ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi mà các bạn xem cái video này. Nhưng đó là một điều Meta cảm thấy thành công trong cái thí nghiệm của mình. Đó là cái thí nghiệm làm sữa chua đậu nành làm tại nhà với không có men cái, có nghĩa là không có giống mẹ trước đấy. Thì nguyên liệu của cái món đó là gì? Nguyên liệu của món đó là 200ml sữa đậu nành. Đã, 200ml sữa đậu nành. Thứ hai là 100g bìa đậu hũ. Đây, đậu hũ, bìa đậu hũ. Thứ ba, đó chính là 10ml giấm táo. 10ml giấm táo. Bạn có thể sử dụng là chanh cũng được. Nhưng mà mình sử dụng 10ml giấm táo để làm một cái môi trường thuận lợi cho vi khuẩn nó sẽ phát triển. Và nguyên liệu cuối cùng không thể thiếu đó chính là nguồn giống probiotic để cho lên men, cái quá trình lên men tạo sữa chua đậu nành này mà không có men cái. Đó chính là mình nhặt được 8 cái quả ớt này, 8 quả ớt nhỏ và 2 cái quả ớt to. Tổng cộng ở đây là 10 quả. Bạn có thể xài 10 quả ớt nhỏ cũng được, nhưng mà mình có cái như thế này thôi, mình làm tạm thế này hè. Đó, mình nhặt được. Thì ở đây là các bạn sẽ theo dõi mình sẽ làm như thế nào để nó ra sữa chua tại nhà bằng men giống tự nhiên, men giống tự nhiên với những nguyên liệu tự nhiên nhé. Chúng ta bắt đầu thôi. Cái bước đầu tiên thì các bạn hãy cho hết cái đậu nành này vào đây, những cái này các bạn hãy cho nó vào đây khi mà thì xay cho nó nát ra. Mình dùng máy xay sinh tố các bạn nhé. Xong rồi mình xay cái miếng đậu hũ này. Bạn biết là khi mua sữa chua đậu nành organic á, nó mắc vô cùng nhá, nó mắc vô cùng mà nó không thể nào mà ngày nào bạn cũng có thể mua ăn được. Nhưng mà bằng cái cách này bạn có thể tự làm ở nhà và bảo quản trong tủ mát, có thể ăn cả tuần không sao. Rồi bạn cho luôn 200ml sữa nành vào đây. Bạn cho luôn 10ml giấm vào đây. Và mình xay cái này lên. Xay cái này lên nhé. Sau khi xay xong rồi, đây là một cái bát thủy tinh có cái nắp đậy thôi chứ không có gì đặc biệt hết các bạn, không có gì đặc biệt hết, đừng có nghĩ là mình xạo đâu nhá. Có thể, đó nào, mình thí nghiệm nó thành công mình chia sẻ với cả nhà đó. Đây là bạn thấy nó rất là lỏng nè, nè, ok, ha. Liếm tí chứ không là uống hết cái này là hại cho sức khỏe đấy, như là mình đã phân tích cái video bữa trước đúng không? À, sau khi là mình lấy xong rồi, bạn thấy, bạn xem lại nè, nó rất là lỏng. Đó. Rồi thì giờ mình bắt đầu mình xài tới cái nguyên liệu cuối cùng, bạn thấy không? Nguyên liệu cuối cùng đây là ớt, để xịt đây cho bạn thấy ha. Đó. Thì cái nguyên liệu này, quả ớt, những cái quả ớt này là mình đã rửa sạch rồi. Mình đã rửa qua nước muối loãng để làm sạch ở bên ngoài hết rồi. Và ở đây là với thành phần như thế này là 10 quả ớt. Bạn xài như thế này ha. Đây.
Đó, bạn bẻ cái quả ớt ra, cái đầu ớt này là đầu ta không xài, ta để ra đây. Và ta chỉ xài cái đầu này thôi, duy nhất cái đầu này thôi, các bạn cắm vào đây. Ok, 2 3 nhớ ha, 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, các bạn nhìn thấy ha, đây là 10 cái đầu ớt mình đã cắm vào đây, đậy lại cho nó khỏi bụi. Và để tạo cái điều kiện tốt nhất cho cái vi khuẩn này nó hoạt động và nó phát triển thì bạn nên đặt ở trong cái thùng giấy, bạn để ở bên ngoài cũng được, nhưng mà đặt trong thùng giấy thì nó sẽ tốt hơn. Và thời gian cho cần thiết cho cái việc lây men này là 4 tiếng, tối thiểu là 4 tiếng. Và ta chờ 4 tiếng sau chuyện gì sẽ xảy ra nhé. Các bạn có thể cho nước ấm, bạn chuẩn bị nước ấm là 2 phần nước sôi, 1 phần nước lạnh. Thì sau đó nó có nhiệt độ khoảng 6, 7, 10 chục gì đó. Xong rồi bạn nói chung là ok. Xong rồi bạn đặt cái chai của bạn vào thì bạn sẽ để như thế này tối thiểu 4 tiếng, và bạn có thể chờ hơn, lâu hơn một tí nếu bạn thích cái vị chua hơn ha. Và mình để như thế này, đây, chờ đợi 4 tiếng sau và chúng ta xem sẽ chuyện gì sẽ xảy ra. Ok. Mita đây. Đây là sau 4 tiếng đồng hồ từ lúc trưa là đến giờ là chúng ta thu hoạch cái này. Lúc trưa là khoảng 3 giờ và đến giờ là 7 giờ. Mình sẽ thu hoạch cái này và mình sẽ kiểm tra xem là liệu rằng là chúng ta có thu được da ua từ men tự nhiên hay không nhé. Thì lúc trưa Mita quay với các bạn chỉ có một hộp thôi, nhưng mà sau đó Mita nghĩ các bạn sẽ đặt rất là nhiều câu hỏi, vì thế nên Mita đã bổ sung thêm 2 hộp nữa. Thì ở hộp thứ nhất các bạn nhớ là gì? Nguyên liệu gồm có đậu hũ, sữa đậu nành và giấm táo. Sau đó là thêm 10 cái cuốn cuốn ớt. Hộp thứ hai là nguyên liệu là đậu hũ, sữa đậu nành, giấm táo nhưng không có cuốn ớt. Và hộp thứ ba là sữa đậu nành và cuốn ớt, không có đậu hũ, không có giấm táo. Thì cái phương pháp mà kiểm tra như thế này á, thì kiểm tra nó có thay đổi cái cấu trúc của cái sữa lúc trưa hay không thì nó chưa hẳn là sữa chua. Bởi vì là cái sữa đậu nành và đậu nành đó mà các bạn thêm cái giấm táo là một lượng axit vào thì nó cũng có khả năng tạo thay đổi cấu trúc và nó làm cho đông đặc lại. Thì cái điều đó nó chưa đủ để bạn khẳng định là sữa chua. Thì sữa chua nó gồm có hai thứ về cái mặt mà không xét, chưa xét trên vấn đề mà chỉ tiêu vi sinh á, thì bạn sẽ thấy cấu trúc của nó sẽ thay đổi. Thứ hai là nó có vị chua ha, có vị chua, chua nhẹ, chua nhiều, chua ít gì cũng phải có một vị chua nhẹ nhẹ chứ, không thể nào là không có ha. Rồi, về xét về cấu trúc, xét về cấu trúc trước thì bạn nhìn thấy cái này rất là đặc, đặc lắm, rất là đặc so với lúc trưa, so với quan sát rất là đặc. Và cái hộp thứ hai cũng đặc, có vẻ loãng hơn cái hộp thứ nhất một chút nhưng mà cũng đặc. Cái hộp thứ ba thì rất là loãng ha. Mình mở ra bên trong để các bạn xem. Mở hộp thứ nhất trước, mở hộp thứ hai và mở hộp thứ ba. Đó. Các bạn để ý là hộp thứ nhất là nhìn ha, các bạn có nhìn thấy không? Để mình để xịt lại gần cho các bạn nhìn thấy. Hộp thứ nhất là thấy nhà ha. Đậu đó, các bạn có thấy cái gì đâu nhỉ? Cái cuốn ớt ở bên trong không?
Đó là hộp thứ nhất, hộp to nhất đấy. À, mình để ở đây. Hộp thứ hai. À, các bạn nhìn xem nào. Thứ hai các bạn nhìn xem. Không có cuốn ớt ha. À, hộp nhỏ hơn. Để ở đây. Và hộp thứ ba. Hộp thứ ba là hộp chỉ sữa đậu nành và cuốn ớt. Bạn nhìn ha. Hơi sữa đổ. Đó. Sữa đậu nành và cuốn ớt. Mình cũng cho mùi cuốn ớt luôn. Rồi. Nếm thử. Rất là đặc. Đặc vô cùng. Đặc dẻo luôn. Mình sẽ loại bỏ cái cuốn ớt này ra ngoài trước. Bỏ cái cuốn ớt này ra ngoài trước. Coi cái cấu trúc nó thay đổi như thế nào nè. Dẻo keo luôn thấy không? Nó dẻo keo kèo kẹo luôn. Keo kèo kẹo về cấu trúc là quá tuyệt rồi đó. Cấu trúc là đạt tiêu chuẩn của cấu trúc sữa chua rồi đây. Nhưng mà liệu rằng là nó có chua không? Bởi vì trong cái hũ này mình chỉ có 10 ml giống táo, lúc trưa mình nén không có vị chua. Là khoái lên quá tuyệt vời rồi. Bây giờ là mình nếm. Có vị chua nhẹ. Có vị chua nhẹ. Và vị béo nữa. Mình nghĩ rằng vị chua nhẹ và vị béo nữa. Vị chua nhẹ và vị béo, rất béo. Hai, hai cả nhà đây, Meta đã quay lại với cả nhà trong cái video về thí nghiệm lên men sữa đậu nành để tạo thành sữa chua với men giống tự nhiên đấy. Thì như hôm trước là Meta đã chia sẻ là cái hộp to hơn á, là cái hộp nó gồm có đậu hũ này, gồm có sữa đậu nành này, gồm có giấm táo này và gồm có 10 cái cuốn ớt. Sau 4 tiếng đồng hồ thì nó tạo ra cái vẻ cũng khá là sánh như là sữa chua. Nó khá giống với cái hộp mà không có cuốn ớt. Tuy nhiên là người ta không thể khẳng định rằng là có cuốn ớt thì nó ra sữa chua hơn ở cái về mặt cấu trúc. Về mặt vị thì có vẻ như là vị có cuốn ớt nó béo hơn, chua hơn một tí, nhưng mà bằng vị giác không có thể đánh giá được. Do đó mình ta mới quyết định lấy mẫu để phân tích vi sinh, phân tích một vài cái chủng giống vi sinh vật về lacto, về để trong cái lên men tạo ra ua đấy. Thì kết quả là ok rồi, phát hiện ra là có một ít, nhưng mà cái nồng độ nó ít lắm. Đó, nồng độ nó rất là ít. Có lẽ là mình lên men thời gian có 4 tiếng ngắn quá chăng, có thể kéo dài hơn xem sao. Thì Meta đã làm một cái thử, làm lần thứ hai và kéo dài qua đêm, thử chuyện gì sẽ xảy ra. Đồng thời Meta sẽ sử dụng cái phần mà tạo lên men, không biết là nó chắc rằng là nó có phải là sữa chua hay không ấy, xem như là một men cái, rồi người ta lên men một cái hũ khác để xem thì nó có tạo hay không. Và cái hũ này sau khi thêm men cái được 4 tiếng thì chuyện gì sẽ xảy ra ha. Mở các bạn xem. Về mặt cấu trúc thì nó đã tạo ra cấu trúc của sữa chua các bạn ạ. Đó. Tạo ra cấu trúc của sữa chua nè, sệt sệt rồi. Đó. Và vị thì không biết. Có vị chua nhẹ nhẹ sau 4 tiếng lên men. Có thể là trong cái sữa hôm bữa mình lên men đó là
Có probiotic mà nhóm là lá tô đời hoàng đấy, là nhóm probiotic có khả năng lên men tạo thành dơ ua. Rõ ràng cái mẹ lên men thứ hai này từ cỡ giống lên men đó nó đã tạo thành sữa chua thật sự, và mình hy vọng rằng đây là một bằng chứng nho nhỏ để giúp các bạn ở những nơi vùng sâu vùng xa mà các bạn không có điều kiện đi mua men cái để làm sữa chua đậu nành, thì đây là một gợi ý. Một điều thứ hai nữa là những các bạn mà không thích sữa chua từ sữa động vật các kiểu, thì đây cũng là một gợi ý để các bạn có thể tự làm men giống tại nhà. Thì thành phần của nó các bạn quay lại từ đầu và xem từ đầu đến cuối, chắc các bạn ghi nhớ đúng không nào? Mình hy vọng là các bạn enjoy với cái video này và cảm thấy khá là thú vị với cái thí nghiệm của mình, và có một chút xíu bài học nho nhỏ tích cốt cho cái cuộc sống thực vật toàn phần và tích cốt cho cái hành trình là tự chữa lành khỏe hơn mỗi ngày. Vậy ha, chúc bạn thành công. Bye bye. Thank you.